Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình khu siêu và test các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình lại mang đến một dòng sản phẩm X360 cực kỳ nổi tiếng của Dell. Nếu như các bạn đã thấy là các phiên bản Dell 7591 ở Việt Nam đúng không, trang bị chip HQ nhưng nó chỉ là một chiếc máy tầm thường, thì ngày hôm nay tớ mang về một phiên bản đó là thuộc series 7000. Chiếc máy này có tính năng X360 xoay gập và hỗ trợ màn hình cảm ứng, có trang bị chip thế hệ thứ 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công năng của chiếc máy này nhé. Phải nói thiết kế của máy tuyệt đẹp. Và chiếc máy được xách tay trực tiếp tại thị trường Mỹ về. Hiện nay Việt Nam chúng ta chưa có mẫu này. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là cấu hình của máy này. Các bạn sẽ thấy là 7591 luôn. Thuộc series 7000 này. Máy có màn hình 15.6 inch Full HD. Các bạn sẽ nhìn thấy là chữ Tool có này. Chip của nó là i7-10510U. RAM 16GB. SSD 512GB cộng với ổ Optane. Đấy, Optane này, 32GB. Có tích hợp cảm hình rời, đấy, MX250 dung lượng 2GB, Windows bản quyền. À, con này Wi-Fi Alice là Wi-Fi 6 này, Bluetooth mới nhất 5.0 này, đầu độc thẻ này, HDMI này, đầy đủ luôn này. Mình cứ những cái dòng sản phẩm độc đáo, cứ đẹp là mình mang về. Đây các bạn ạ, rất đẹp luôn. Sạc đeo của nó là 90W các bạn nhé. Con này có cạc rời nên phải 90W. Chân sạc chân kim. Dây cắm nguồn này. Bên trong một bao chống ẩm này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Điều rất đặc biệt là chúng ta sẽ kèm thêm một cái bút cảm ứng luôn. Mình sẽ mở xem luôn nhé. Chà, một cái bút mới con các bạn ạ. Đây này. Cái bút này sẽ hỗ trợ các bạn vẽ trên màn hình cực kỳ tuyệt vời. Và bên dưới của nó là pin. Hướng dẫn sử dụng các kiểu đầy đủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá dòng sản phẩm, test máy nhé. Chiếc máy này ở Việt Nam chưa có nhé các bạn nhé. Chà chà, màu gray đẹp không? Các bạn sẽ thấy này. Trọng lượng của máy là 2,18kg. Đây. Màu đen. Toàn bộ vỏ máy hợp kim nhôm các bạn ạ. Sờ vào mắt lộng luôn. Hợp kim nhôm thì bao giờ chiếc máy của chúng ta sẽ rất là sang trọng. Và chúng ta sẽ có một logo truyền thống được mạ chrome ở giữa như này. Đây các bạn sẽ thấy này. Máy không quá dày và cũng không quá mỏng. Thực tế thì với trọng lượng hơn 2kg thì cầm một tay sẽ hơi mỏi một chút các bạn ạ. Mà nó lại là dòng sản phẩm X360. Ở bên tay phải của mình thì có hai cổng USB 3.0 này. Và ở đây chúng ta sẽ có cổng phone, cổng mic được tích hợp giao tiếp 3.5. Chúng ta có thể là cắm các thiết bị âm thanh vào đây các bạn nhé. Ở bên này các bạn sẽ thấy là mặt trước của nó thì chỉ làm những cái gờ hơi nhỏ một chút để chúng ta mở máy này. Không bố trí bất kỳ một cổng hay tín hiệu gì đằng trước cả các bạn ạ. Ở bên này thì sẽ có cổng HDMI. À, con này rất là ngon, có cổng Thunderbolt 3 luôn các bạn ơi. Rất hiếm những chiếc máy mà ở phân khúc giải trí mà có Thunderbolt 3 như này, có đầu độc thẻ luôn này. Với Thunderbolt 3 này các bạn có thể hỗ trợ kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây các bạn ạ. Có thể cắm thêm EGBU cảm hình rời và truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh độ phân giải siêu cao 5K, 6K đều qua cổng này, rất ok luôn. Mình sẽ mở thử cái bản lề này xem. Đây. Khá chặt các bạn ạ. Bản lề này thì chắc chắn lắm. Còn đây là bên dưới của máy này các bạn ơi. Hai cái hốc loa rất là to này. Những cái o nhỏ này sẽ hút không khí vào, đẩy khí nóng ra đằng sau. Các bạn sẽ thấy chữ Imperial. Imperial là dòng máy phổ thông dành cho doanh nghiệp tầm trung của Dell, rất nổi tiếng trên thị trường. Những khí nóng được đẩy hết ra đằng sau và đây nó sẽ hút không khí vào. Bây giờ tớ sẽ mở nội tạng bên trong của chiếc máy xem khả năng nâng cấp của chiếc máy như nào nhá. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, cái lắp của nó bằng hợp kim nhôm luôn, rất xịn luôn. Đây là phần này để tản nhiệt cho nó máy này. Các bạn thấy nó bo mạch của Dell nó làm thì quá là chuẩn chỉnh rồi. Đây là con CPU, đây là con Vega rời. Đều được onboard trực tiếp trên bo main. Chính vì thế là chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Đây là pin CMOS và cái bo USB của nó bên ngoài. Đây là hai cái loa này các bạn này. Ổ cứng có một khe tản nhiệt. Đấy,
quả pin dung lượng rất lớn, đó là 68W, duy trì chúng ta dùng khoảng 7 đến 8 tiếng. Và chiếc máy này có hỗ trợ vì tác vụ về đồ họa, nó sẽ có hai slot cắm RAM như này, mở rộng tối đa nâng cấp 32GB RAM. Trong khi đó đây là Wi-Fi AC, Wi-Fi 6 mới nhất này. Chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp đó là RAM và ổ cứng thôi, các linh kiện khác sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn ạ. Chỗ này nó làm thừa, cái này to như này để làm gì nữa, mình chưa nhìn thấy nữa. Thừa hẳn chỗ này luôn. Cái quạt tản nhiệt rất là to này, đẩy khí nóng ra đây này. Bây giờ tớ sẽ lắp vào test nhá, mời quý vị và các bạn đón xem. Các bạn ơi, đây là mặt trước của chiếc máy đây ạ. Chúng ta sẽ có một viền màn hình khá là mỏng và bên trong được tích hợp camera làm chìm ở bên trong lớp kính này. Lớp kính này gọi là Gorilla Glass 4 các bạn nhé. Hỗ trợ cảm ứng cực kỳ tuyệt vời. Bên trên thì các bạn sẽ thấy camera ở đây này. Con này mình nhìn xem không có nhận diện khuôn mặt các bạn ạ, bởi vì không có mắt hồng ngoại. Và có một chi tiết rất đặc biệt ở đây, đó là cái bản lề. Các bạn chỉ thấy nó làm khuyết như này. Nhưng nếu mà bình thường chúng ta để này thì nó nhìn nó sẽ hơi xấu và hơi buồn cười. Hóa ra đây là hãng thiết kế để đặt cái bút vào đây các bạn ạ. Đây. Và khi chúng ta gập xuống, nó sẽ chìm ở bên trong. Và chúng ta ngửa như này thì cái bút nó vẫn như này và nó sẽ không bị rơi ra. Đây các bạn sẽ thấy này. Thiết kế như này tớ thấy khá là thông minh. Và trên cái màn hình này nó sẽ có tích hợp cảm biến xoay. Chúng ta để chiều nào thì xoay chiều đó. Cái bút này sẽ hỗ trợ các bạn dùng để vẽ vời các thứ này. Đó. Bạn sẽ thấy là cái bút này, nó sẽ có 4.000 cái cảm ứng khác nhau, nhận lệnh khác nhau vào cái bút này. Rất là tiện dụng. Thông thường thì chúng ta dùng bút, bút thì thông thường thì dùng để vẽ thôi. Còn mình nếu mà đọc báo như này thì mình dùng tay nó sẽ nhanh hơn. Đây các bạn chỉ thấy nè. Anh chàng của mạng rất cuồng. Đây là anh chàng chân bò là đang rất nổi tiếng trên mạng này. Đó, nó rất là tiện. Tới sẽ thử vẽ nhá. Này, ví dụ chúng ta sẽ chọn, mình chọn được vẽ màu nha. Cái bút này nó sẽ giúp các bạn vẽ tốt hơn. Mình thì không phải là họa sĩ nhưng mình thấy các họa sĩ bây giờ sáng tác trên này rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn làm trong lĩnh vực thiết kế thì chúng ta vẫn có thể dùng cái màn hình cảm ứng này để chúng ta vẽ các bạn nhé. Rất tiện dụng. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của máy nhé. Đây là con chip bảo mật vân tay này các bạn này. Đây các bạn ạ, nó ở đây nhá. Trên bàn phím luôn này. Đây. Có webcam, thì các bạn chỉ thấy là webcam ở đây. Với camera như này thì sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc trực tuyến, làm việc online cực kỳ tiện dụng này. Ổ cứng trong máy này các bạn chỉ thấy là ổ cứng của Intel, Intel Optane này. Chiếc máy được tích hợp Vega rời này. NVIDIA GeForce mới X250. Và Vegon nó là UHD Graphics 620 các bạn nhé. Wi-Fi 6 mới nhất này. Các bạn thử thấy này. AX201 băng tầng 160MHz. Đây là Wi-Fi nhanh nhất và khỏe nhất hiện nay. Mình vẫn giới thiệu các bạn hàng ngày. Còn bên đây là Bluetooth này. Bluetooth của máy là 5.0 các bạn nhé. Rất nhanh. Đây con chip của máy đây ạ. 10510U. Thuộc thế hệ CPU Intel thế hệ thứ 10. Tôi sẽ xem con này là màn hình độ phân giải bao nhiêu mà nó lại LED như này. Các bạn ơi, độ phân giải của màn hình là 4K các bạn nhé. 3840 x 2160, 60Hz, màn hình 4K, thảo nào LED thế. Mình đang test ổ cứng này. Tốc độ ổ cứng như này thì các bạn sẽ thấy nó ở mức gọi là trên trung bình thôi, chưa phải là ổ cứng khủng. Với tốc độ đọc khoảng gần 2,3GB một giây và tốc độ ghi khoảng 1GB, hơn 1GB một chút các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì với CPU i7-10510U, 4 lõi 8 luồng, các bạn sẽ thấy là điểm số của nó lên đến 616CB. Sức mạnh nó tương đương khoảng 65% so với CPU i7-9750H các bạn ạ. CPU thì mặc dù là dòng i7 nhưng đây là dòng thế hệ chip tiết kiệm điện. Chính vì thế là chúng ta chỉ làm đồ họa và chơi game ở mức tầm trung thôi các bạn ạ. Máy có thể làm đồ họa tốt ở trong lĩnh vực nhà đồ 2D, Photoshop, AutoCAD hay các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video là ok. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có Vega rời, GeForce mới X250 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ một chút về đồ họa mô phỏng. Nó vẫn có thể chạy được và nhiệt độ của máy thì các bạn sẽ thấy này, GPU ở mức khoảng 66 độ C và CPU mức khoảng 76 độ. Và chạy như này thì rất là êm. Cái quả bút này mình nhìn thấy chất thật.
Đây các bạn thấy là việc được bổ trợ Vega rời nên nó kéo lên rất là cao, 104,81 FPS. Ôi cha, sao con này lại điểm mạnh thế nhỉ? Mới 250 dung lượng nó chỉ có 2 GB mà kéo được lên hơn 100. Tối ưu phần cứng tốt ghê. Các bạn xem con Vega nào. Đây các bạn vào đây nhé, kiểm tra thông số của Vega rời nhé. Bấm vào đây cho mình. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy thông số của nó này. Ổ nhớ gốc của nó chỉ có 2 GB thôi các bạn ạ. Đây này. 2 GB này. Nó có thể 2 GB GDDR5 các bạn nhé. Và dùng bộ nhớ chia sẻ có thể lên 10 GB. Cái này là do chúng ta cắm thêm RAM. RAM càng nhiều thì nó chia sẻ càng nhiều. Nhân CUDA của nó chỉ có 384 thôi. Mình đánh giá Vega này ở mức gọi là trên trung bình, hỗ trợ tốt thôi. Băng thông của nó có 7 GB một giây thôi các bạn ạ. 64 bit thôi các bạn nhé. Đó, thông số của nó có hết này. Nói chung thì có Vega rời thì nó sẽ hỗ trợ các bạn đồ họa tốt hơn rất nhiều so với những chiếc máy chỉ được trang bị Vega On. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một chút về bàn phím này. Các bạn thì thấy đây là một bàn phím full size, có tích hợp đầy đủ hàng phím phụ, tích hợp vân tay đây, vừa là vân tay vừa là phím bật nguồn các bạn nhé. Đây này, với dãy phím phụ như này thì hỗ trợ các bạn làm trong lĩnh vực là kế toán đấy, văn phòng có bàn phím phụ chúng ta nhập liệu nó sẽ nhanh hơn. Toàn bộ khung bên trên đều bằng hợp kim nhôm nên các bạn thì thấy là bấm phím nó cũng rất là chắc và cảm giác bấm cũng khá sướng. Phím được tích hợp led màu trắng các bạn ạ. Và đây là lát cắt kim cương cho con chuột này này, touchpad này, bấm là cũng rất là ok, trái phải này. Lát cắt kim cương này khá sang ở bên trên. Và những cái này thì nó sẽ úp màn hình vào mà nó không bị dính vào phím này, đều là tích hợp làm thêm này. Đây đó, con này màn hình 4K của nó này, hỗ trợ màn hình cảm ứng này. À này, tính năng của nó là tích hợp vân tay trên keyboard này, thu nổ 3 này. Rất ít những chiếc máy trang bị tầm tiền này mà có thu nổ 3 này các bạn nhé, cực khỏe cực nhanh. Tớ sẽ để độ phân giải Full HD test trước. Con này thực ra là mình phải để 4K mới là chuẩn. 4K kéo thì FPS nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Vâng, thưa các bạn, là bắt đầu chạy cái tác vụ, chạy một lúc lâu thì cái quạt bên trong máy đã được kích hoạt lên, hoạt động ở chế độ hết công suất. Và nhiệt độ của máy thì nó dao động từ khoảng 65 đến 66 độ. Và nhiệt độ trung bình ở đây chúng ta sẽ hiển thị là 63 độ. Và nếu mà quạt chạy như này thì về đêm chắc chắn là rất ổn đấy các bạn ạ. Ban ngày thì chúng ta có thể nghe thấy là chấp nhận được, nhưng về đêm nếu hoạt động như này rất ổn. Và nhiệt độ như này thì hoàn toàn ok để chúng ta có thể làm đồ họa. Vâng, thưa các bạn, là tớ tử kéo bằng tựa game Tomb Raider. Mình cứ nghĩ là máy này không thể kéo được nhưng mà lại chơi kéo thử. Các bạn thấy là hình ảnh của nó thì mức FPS chúng ta nhận được từ khoảng 40 đến 50. Và hình ảnh khá là sắc nét bởi màn hình 4K. Các bạn lưu ý đây là kéo màn hình 4K này nhá. Nhiệt độ của CPU khoảng trên 60 độ và GPU khoảng 65 độ. Đang sử dụng lên 99%. Mức FPS nhận được khoảng từ 70 đến 80. Với cấu hình như này thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được từ game Tomb Raider như này. Trải nghiệm âm thanh rất tốt. Âm thanh được tích hợp Waymax Audio với hai loa stereo nghe khá ổn. Ôi chà, các bạn sẽ nhìn thấy là hình ảnh người giống thật đúng không? Rất giống thật luôn. Trải nghiệm âm thanh trong phòng 20 mét của mình cực kỳ phê, to và rõ ràng. Màn hình rất đẹp đúng không? Màn hình có 60Hz nhưng mà chơi game vẫn rất là sướng. Với nhiệt độ như này các bạn yên tâm cài các tựa game các bạn yêu thích. Lưu ý thì chiếc máy của chúng ta cấu hình không phải quá mạnh đâu ạ. Nên những tựa game cực kỳ nặng thì sẽ không chơi được mà chỉ chơi được những tựa game tầm trung như này thôi các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, mình đang test đoạn video 4K trên chiếc màn hình 4K luôn. Độ sáng của màn hình đạt xấp xỉ 300 nit các bạn ạ. Và tỷ lệ bao phủ màu đạt 100% sRGB. Với chất lượng màn hình tốt, âm thanh hay thì các bạn hoàn toàn có thể dùng để thiết kế. Các bạn cần màu sắc màn hình chuẩn chỉnh yên tâm thì màn hình này phải nói là tuyệt vời. Chất lượng âm thanh rất ổn. Các bạn có thể xoay như này. Đó, nó sẽ xoay chuyển theo chiều của chúng ta. Với hai loa stereo và tích hợp Waymax Audio, nghe âm thanh cực kỳ ok.
Chất lượng âm thanh và hình ảnh của màn hình tuyệt vời các bạn nhé. Hỗ trợ màn hình cảm ứng đa điểm rất ok. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình trải nghiệm với phiên bản Davidson CZ 7000 có mã là 7591, các bạn lưu ý đây là dòng sản phẩm 2-1 X360, thì chúng ta sẽ xoay gập được như này. Và có một chi tiết mình cực kỳ thích trên chiếc máy này, các bạn sẽ thấy là lần đầu tiên mà thấy một chiếc máy có thiết kế bản lề mà để được cái bút như này. Mà để như này là không rơi bởi vì nó có lâm châm, nó sẽ tự hút như này, rất là tiện dụng luôn. Máy với thiết kế vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối nên cầm vào rất là chắc chắn. Nhưng nếu như quý vị các bạn cầm một tay thì trọng lượng của máy thì nó sẽ khỏe mới cầm được các bạn ạ, yếu là không cầm được đâu. Và mình chỉ cầm được khoảng 30 giây thôi, khá lăng các bạn ạ, không hợp lý nếu các bạn cầm để kiểu dạng như này. Nếu các bạn cầm để tác vụ cầm như này thì thấy nó cũng sẽ hơi buồn cười. Nhưng có lẽ nếu bình thường chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ để như này, vừa xem phim vừa làm việc và chúng ta có thể lướt thông tin trên chiếc màn hình như này, rất là tiện dụng. Và có thể dùng chiếc bút để vẽ. Đấy, bây giờ là vẽ điện tử rất là nhiều đúng không? Thì nó sẽ rất tiện dụng. Và đặc biệt các bạn dùng các phần mềm mà hỗ trợ màn hình cảm ứng thì phải nói là tuyệt vời. Chất lượng âm thanh ok, chất lượng màn hình với độ sáng 300 nit và tỷ lệ bao phủ màu cao, cộng theo độ phân giải màn hình 4K nên xem phim và nghe nhạc rất phê, loa của nó nghe cũng rất là hay. Thời lượng pin của máy có thể dùng được 4-5 tiếng cho chế độ sáng khoảng 60% màn hình thì mình thấy cũng tương đối là ổn. Chất lượng bàn phím thì mình thấy cũng rất ok. Máy tích hợp bảo mật vân tay thì nó rất phù hợp cho các bạn nếu mà các bạn làm trong các môi trường mà cần sự bảo mật cao. Bởi vì khóa vân tay thì không ai mở được các bạn cả. Khóa mật khẩu thì còn mò còn phá thì khóa vân tay thì chịu luôn các bạn nhá. Nếu không phải chủ nhân của chiếc máy này chắc chắn sẽ không lấy cắp được dữ liệu bên trong cái máy của các bạn, nên các bạn dùng hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng bảo mật của bảo mật vân tay. Đặc biệt chiếc máy này có tích hợp cổng Thunderbolt 3. Rất hiếm những chiếc máy trong tầm tiền này mà lại tích hợp cổng Thunderbolt 3. Nó sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg/giây, và các bạn có thể kết nối ra màn hình siêu LED bên ngoài từ độ phân giải 5K, 6K đều có thể kéo trên chiếc máy này rất ok luôn. Và với Thunderbolt 3 thì các bạn muốn tăng tốc độ xử lý của chiếc máy này có thể cắm thêm một EarPods cắm hình rơi bên ngoài, nó còn khỏe, hỗ trợ các tính năng chơi game và làm đồ họa còn mạnh mẽ hơn đúng không? Nhưng nói luôn với các bạn thì việc máy được trang bị chip bu và Vega ở đây chúng ta sẽ có là MX250, thì với các tác vụ về đồ họa ở tầm trung thôi, cao cấp thì sẽ không sử dụng được. Còn nếu mà các bạn dùng chiếc máy chỉ có để làm văn phòng, vui chơi, giải trí, học tập và đặc biệt là kinh doanh online, đối với các doanh nhân thì đây một chiếc máy chắc chắn là rất tuyệt vời các bạn ạ. Cũng chú ý các bạn là chiếc máy được tích hợp màn hình cảm ứng như này thì các bạn dùng cũng phải rất là cẩn thận, bởi vì không may mà chúng ta có làm vỡ chiếc màn này thì thứ nhất là cái công thay thế nó rất là cao. Và chiếc máy này cũng nói luôn gần như là những chiếc đầu tiên ở Việt Nam và chưa qua review chiếc máy này cả. Thấy hay hay thì mình mang đến đây giới thiệu đến quý vị các bạn. Nếu công việc của các bạn phù hợp chiếc máy này thì ôm ngay em nó về. Hiện nay chiếc máy này đang dao động tại thị trường với mức giá là 30 triệu đồng các bạn nhé. Máy mới 100% và xách tay trực tiếp tại thị trường Mỹ về. Còn thưa các bạn, là chương trình trải nghiệm dòng sản phẩm Dell Inspiron 2-1 của mình xin lại khắp lại các bạn. Mà máy sản phẩm là Dell Inspiron 7591 các bạn nhé. Đừng mua nhầm với 7591 ở Việt Nam với phiên bản chạy chip đó là i5-93 hoặc i7-975H. Đây là dòng CPU thế hệ thứ 10 mới nhất đấy ạ. Vâng thưa các bạn, thì phiên bản máy của chúng ta là màu đen như này. Nhưng mà các thấy là màu đen nhưng lại hơi ngả của lâu cà phê ấy các bạn ạ. Thấy máy thì màu khá là sang. Và với vỏ bằng hợp kim nhôm thì các bạn thấy là rất là sang trọng. Nhưng lưu ý hợp kim nhôm rơi cái là móp méo luôn, mà rơi cái là mất tiền. Nên dùng máy cũng phải cẩn thận các bạn nhá. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị các bạn, thì kênh công nghệ của tớ đã chính thức đạt trên 100.000 sub rồi. Hướng đến bây giờ là 200.000 sub. Mong rằng các bạn đồng hành cùng mình nhiều hơn nữa các bạn ạ. Các bạn chỉ cần like và chia sẻ, đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại Shop Công Nghệ TND. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.